rất tích cực. Thạc sĩ Phạm Thế Thạch thì cũng ngay từ đầu của vụ dịch đã tham gia hỗ trợ các đơn vị, trong đó có kể cả bệnh viện nhiệt đới trung ương trong thời kỳ đầu. Rồi khi mà các bạn còn nhớ khi mà Đà Nẵng xảy ra cái sóng Covid Đà Nẵng thì thạc sĩ Thạch cũng đã được phân công vào hỗ trợ cho các đồng nghiệp Đà Nẵng. Và hôm nay thì thạc sĩ Thạch sẽ trình bày báo cáo này từ Thành phố Hồ Chí Minh. Mời thạc sĩ Phạm Thế Thạch. Vâng, em xin kính thưa chủ tọa đoàn, thưa các thầy, các cô, các anh chị đồng nghiệp của Hội Hô Hấp. Thì em là bác sĩ Phạm Thế Thạch, hiện nay là Phó trưởng khoa hồi sức tích cực, Tổng thư ký của Hội Hồi sức cấp cứu chống độc Hà Nội. Thì Hội Hô Hấp và Hội Hồi sức cấp cứu chống độc Hà Nội thì là thường xuyên hoạt động vào các chương trình sinh hoạt. Chúng em rất vui khi được giáo sư Ngô Quý Châu mời tham gia cùng buổi sinh hoạt khoa cùng các thầy cô, các anh chị ở Hội Hô Hấp. Thì cái vấn đề mà điều trị COVID ấy, thì chắc các thầy các cô thì các cái của giáo sư Đinh Xuân Anh Tuấn rồi các thầy các cô ở Mỹ thì người ta sẽ báo cáo rất là chi tiết đầy đủ, và cái guideline cũng hướng dẫn của Bộ Y tế hiện nay cũng đầy đủ. Tuy nhiên là trong cái quá trình làm ở trung tâm hồi sức tích cực ở bệnh viện Bạch Mai trong Sài Gòn này thì em thấy cái mấy vấn đề nổi bật mà em xin muốn trình bày. Thì thứ nhất là các thầy cô cũng biết là chúng ta đây gọi là chưa từng thành lập một cái bệnh viện dã chiến nào mà đến trung tâm hồi sức mà đến 1.000 giường. Rồi sau đấy là 500 giường. Thế mà ở bệnh viện Bạch Mai là trung tâm 500 giường, em hay trêu mọi người là đây là chúng ta làm ở trung tâm hồi sức gần nhất to thứ nhì thế giới sau hai cái trung tâm 1.000 giường của Sài Gòn đấy. Thế thì có nghĩa là chúng ta hiểu là để thiết lập một cái trung tâm nó rất khó. Nhưng mà cái trong quá trình báo cáo sẽ trình bày thêm một số vấn đề. Tuy nhiên là cái nội dung hôm nay thì em muốn nói về cái vấn đề là cái điều trị, nhưng mà cái vấn đề trên cơ sở chúng ta tổ chức điều trị tốt thì nó mới tốt được, vì thực tế là đây là thực trạng chứ không phải là vấn đề nó đơn thuần là chúng ta cho bao nhiêu thuốc và cho thuốc gì. Thì đấy, cái này nó rất quan trọng, thì chắc các thầy cô cũng tìm hiểu ở Bình Dương, ở Sài Gòn thì có thấy rất rõ. Vấn đề thứ hai là các cái khuyến cáo trên thế giới, nhưng tuy nhiên cái mức độ mà chúng ta tiếp cận và chúng ta tuân thủ đến đâu cũng là một vấn đề quan trọng. Và cuối cùng là một số ý kiến cá nhân mà em có ý xin ý kiến như thế, thì em xin bắt đầu. Thì chắc các thầy các cô biết là chúng ta biết là cái pha đầu tiên của virus nó khoảng 5-7 ngày, và trung bình nó khoảng 6 ngày rưỡi cho cộng trừ 2,5 ngày thì nó sẽ diễn tiến thành cái suy hấp, tổn thương phổi, viêm và gọi là hội chứng suy hấp cấp tiến triển. Cái pha này là pha rất là nan giải và nặng nề của. Thế thì mặc dù nó chỉ có 5% ở các bệnh nhân trong khoa hồi sức thôi, nhưng tuy nhiên là nó phải nhập hồi sức ở trong tổng số bệnh nhân F0 thôi. Nhưng tuy nhiên là nó gây một gánh nặng cực kỳ lớn đối với các bệnh viện, tại vì chúng ta biết như Sài Gòn hiện nay có khoảng hơn 60.000 giường bệnh dành cho bệnh nhân điều trị COVID, nhưng tuy nhiên chỉ có khoảng 5.000 giường là giường dành cho giường ICU, đó là giường tầng 4, tầng 5 trước đây ấy, và khoảng 3.000 giường dành cho tầng 3. Đó là tổng số mà giường thực sự thở máy và thở oxy chúng ta chưa đến 10.000 giường, đó là nói chúng ta mới có 1/6 thôi. Thế thì cái này nó sẽ tầng dưới mà nó đẩy dồn lên thì tầng trên cực kỳ phức tạp. Thế thì vấn đề pha mà nó hồi phục này cũng là một vấn đề nan giải ngay từ khi mà nó xảy ra đại dịch Ý năm 2020 ấy, thì các nhà khoa của Ý và các bác sĩ hồi sức họ rất đau đầu vì vấn đề là cái thở máy nó kéo dài, các hồi sức cho bệnh nhân này nó kéo dài từ 2 đến 4 tuần về thở máy. Và đấy là một vấn đề nan giải, thế còn là chúng ta thời gian kéo dài. Thế thì chính vì vậy nó ôm một cái vấn đề là cái gánh nặng của máy thở. Thì chúng ta hiện nay chúng ta chưa phải đối mặt với vấn đề đấy, nhưng tuy nhiên là chúng ta nếu không chuẩn bị sẵn thì nó sẽ gây ra khó khăn rất nhiều. Thế thì các cái triệu chứng mà chúng ta quan tâm nhiều trong COVID thì đối với cái nhóm nhẹ không có triệu chứng thì đương nhiên là chúng ta gọi là chỉ cách ly tại nhà thôi. Nhưng mà ở Sài Gòn đã áp dụng cách ly tại nhà, nhưng sau thời gian chúng ta thấy là người ta cách ly tại nhà nhưng người ta lây ra cho cả nhà, những ông bà già, bố mẹ, các thứ ốm đau lại lây thêm. Thế có là số người nguy nhiễm nó tăng lên hơn so với thông thường. Và đối với nhóm nặng và nhóm người nằm trong hồi sức là nhóm chúng ta gọi là nhóm nguy kịch ấy, thì khi mà bệnh nhân giảm oxy máu rồi, thế thì trong Sài Gòn này hiện nay thì có rất nhiều cái giai đoạn đầu, khi đầu tháng 8, cuối tháng 7 và đầu tháng 8 mà em vào đấy thì thấy là rất là khó khăn, là rất nhiều bệnh nhân không được đi viện và vào viện trong tình trạng là bệnh nhân giảm oxy rất nặng nề và thậm chí là thở ngáp. Đấy, thì cái này thực trạng thì chắc là chúng ta cũng biết rõ. Thế còn là gì, cái này là đang được xếp vào nhóm nguy kịch và nằm trong hồi sức, nhưng tuy nhiên là chúng ta đây có nghĩa là chúng ta có một cái thực tế là điều trị chúng ta trong hồi sức cũng là muộn. Thế thì các cái COVID nó có cái đặc điểm gì? Thì cái vấn đề nổi bật nhất của COVID chính là cái tổn thương phổi. Cái này gọi là tổn thương phổi, nó dẫn đến suy hấp và cuối cùng là cái bệnh cảnh gọi là hội chứng suy hấp cấp tiến triển hay là ARDS. Thế thì theo cái định nghĩa của Berlin năm 2012 ấy, thì ARDS nó được chia thành 3 mức độ, là mức độ nhẹ, mức độ nặng và mức độ trung bình. Mức độ nhẹ là cái PTNF trên 200,
Mức độ nặng là mức độ trung bình là từ 100 đến 200, nhưng mà nó có mức từ cắt từ điểm 150 trở về đến 200 thì gần mức độ đấy còn chấp nhận được, gọi là mức độ là trung bình nhẹ, nhưng mà mức độ trung bình nặng là thì dưới 150 là mức độ nặng, và mức độ dưới 100 thì cực kỳ phức tạp. Thế thì cái vấn đề trong AIDS thì có những yếu tố trong COVID người ta thấy là béo phì, tuổi cao, rồi các yếu tố liên quan đái tháo đường, liên quan chủng tộc, liên quan bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, cái này thì nó là yếu tố nặng. Tí này chúng ta cuối chúng ta sẽ phân tích một số yếu tố liên quan và chúng ta thấy nó phù hợp với ở Việt Nam. Về các cái điều trị thì như thầy Đinh Xuân Anh Tuấn cũng nói về các cái ức chế anh tắc lực kinh, ức chế các cái gọi là anh tắc để làm giảm cân bạo cytokine. Nhưng khi mà chúng ta thấy nhìn vào cái sơ đồ này, chúng ta thấy cái nhóm không có triệu chứng gần thì chúng ta sẽ không chắc chắn không phải điều trị gì cả. Cái nhóm nhẹ này thì chúng ta cũng điều trị, chúng ta cũng không có vấn đề gì đặc biệt, vì thực hiện nay là cái thuốc kháng virus như là remdesivir, monopiravir, và hiện nay thì chúng ta chưa nhiều, hoặc là chúng ta nếu cho. Thế thì theo như mà cái hiểu biết về các cái cúm ấy, thì trước đây thì chúng ta biết là cúm AH1N1 hoặc H5N1 hoặc H7N9 ấy, người ta thấy là các nghiên cứu để cho các cái thuốc kháng virus trong vòng 48 giờ trở về trước thì tiên lượng tốt, nhưng mà sau 48 giờ thì tiên lượng nó kém hẳn, và sau 7 ngày thì tiên lượng hầu như không có. Thế thì trong thực tế hiện nay như Sài Gòn thì chúng ta vào viện trong từng 7-8 ngày rồi. Thế còn là bệnh nhân ở nhà 7-8 ngày rồi thì cái chuyện cho tiếp theo cho kháng virus thì chắc chắn là hiệu quả khả năng nhiều nó sẽ thấp. Và đối với các nhóm mà nhóm trung bình và nhóm nặng thì chúng ta biết là ngoài ra chúng ta kháng viêm để chúng ta làm giảm cơn bão cytokine, và chúng ta kháng đông, và chúng ta cho các cái liệu pháp kháng sinh để chúng ta tiếp tục, đấy là vấn đề. Nhưng tuy nhiên là trong vừa rồi trong thời gian vừa qua ấy, thì cái COVID ở trong Sài Gòn nó cực kỳ phức tạp ở chỗ là chúng ta quá cái số giường hồi sức chúng ta có, và chúng ta cái tầng 1, tầng 2, tầng 3 là tầng ở trong thành phố Hồ Chí Minh ấy thì lại có cái lực lượng tương đối mỏng khi tham gia về điều trị, và cái chân lúc là ngày nào cũng có hàng chục, hàng nhiều chục bệnh nhân trở nặng mà chúng ta sẽ chuyển lên tầng trên. Thế thì cái vấn đề tổ chức thì khi mà vào đây, tại sao bài hôm nay thì em lại muốn chia sẻ vấn đề tổ chức? Tại vì khi mà được giáo sư Ngô Quý Châu mời báo cáo thì em cũng rất trăn trở cái chuyện là chúng ta làm thế nào để chúng ta có một cái nhìn chung khi mà chúng ta thực hành, áp dụng thực hành tốt hơn, thay vì chúng ta chỉ có vấn đề lý thuyết ở trong như mà em tin chắc là cái vấn đề lý thuyết thì các thầy các cô các anh chị sẽ đọc và các anh chị hiểu rất rõ ràng, và còn cái vấn đề thực tế tiễn thì nó là một cái mà chúng ta chỉ có trải nghiệm thì chúng ta mới nắm được. Thế thì chúng ta biết là cái đơn vị hồi sức ấy, thì thông thường người ta chỉ thiết kế khoảng 10 đến 15 20 giường hồi sức. Như bệnh viện Bạch Mai là các cái giường hồi sức là có 73 giường hồi sức nhưng mà phải 2 tầng. Thế thì cái chuyện mà để thiết kế một cái đơn vị 500 giường hồi sức thì nó là không dễ. Và thực sự là khi mà thiết kế thì các anh khi kiến trúc sư các anh chị đã phải dùng đến đến 50 khối oxy lỏng, mà các anh chị biết là nếu mà để tiêu tốn khoảng 500 giường hồi sức như thế thì một ngày phải tiêu tốn khoảng 20 tấn oxy lỏng. Đó là về nên thiết kế hồi giường hồi sức thì nó phải có một cái gọi là phối hợp rất nhiều người thay thế, hoặc là rất nhiều người tham gia vào, từ kiến trúc sư, kỹ sư, xây dựng kỹ sư khí y tế, rồi tất tần tật cả, chứ không phải là hồi sức là chỉ là cứ chúng ta đưa bệnh nhân vào đấy chúng ta điều trị cái đấy. Cái này cái thực trạng này Sài Gòn đã trải qua. Thế thì trong một cái đơn vị hồi sức tiêu chuẩn thì các anh chị biết là đặc biệt là COVID chúng ta luôn luôn phải tuân thủ bốn cái vùng. Thứ nhất là vùng trực tiếp thăm khám người bệnh, thì COVID là vùng này là vùng cách ly tuyệt đối, chúng ta hay gọi là vùng đỏ. Cái vùng mà dành cho đội ngũ lâm sàng hỗ trợ thì cái vùng này là vùng vàng. Cái vùng điều hành cái là vùng này cũng là vùng xanh, cái vùng chúng ta và vùng dành cho thân nhân người bệnh. Thì ở trong Sài Gòn thì không có thân nhân người bệnh, nhưng mà vấn đề nó có một cái cực kỳ phức tạp ở trong này là thường là không có thông tin người bệnh gì cả. Các bệnh nhân vào viện thậm chí là những ngày tuần đầu tiên khi chúng em triển khai thế thì có những bệnh nhân họ đi viện cả tuần rồi gia đình họ không biết tin về thông tin là nó sẽ sai lệch, cái là cái này thì chúng ta không biết tin, nữa là chúng ta không biết tiền sử người ta bị bệnh gì, chúng ta không biết các thuốc đang điều trị bệnh gì, chúng ta không biết cách người ta dùng thuốc từ nhà thế nào. Cái này là một trong cái nan giải mà chắc là chúng ta sẽ phải khắc phục dần. Thì đây là một cái giường hồi sức tiêu chuẩn, các anh chị biết là trong điều kiện không khí điều hòa tất cả các thứ máy tính ở các nhưng tuy nhiên khi xảy ra dịch ở như Vũ Hán thì người ta cũng là dù dù một cái giường hồi sức đạt chuẩn như chăng nữa thì người ta vẫn là bị quá tải, các là người ta rất nhiều bệnh nhân san sát nhau thì cái này cái nguy cơ nó sẽ tăng nguy cơ lây nhiễm lên. Nhưng còn ở bệnh viện Bạch Mai, cái trung tâm hồi sức ở các bệnh viện ở hiện nay ấy, thì chúng ta thấy các hệ thống ống đồng này nó được lắp được dựng lên trên có hệ thống nhà xưởng, đây là một cái xưởng đóng tàu, các hệ thống cả cái cần cẩu công nghiệp nó còn nguyên đây, thì chúng ta có đây tất cả chúng ta biến một cái nhà xưởng thành một cái trung tâm hồi sức, thì đấy là một cái điều mà cũng không phải dễ dàng gì để làm được, mà phải có một cái sự gọi là đồng lòng giữa tất cả các cái gọi là các bộ phận, mà phải có kinh nghiệm tổ chức về phối hợp như các bệnh viện họ mới làm được.
Thế thì cái khu mà dành cho bệnh nhân ấy thì các anh chị biết là đây là cái một cái khu dành cho bệnh nhân, thì tất cả các bệnh nhân từ thở oxy cho đến bệnh nhân thở máy, tất cả này thì nhân viên y tế chăm sóc cái khu này gọi là khu đỏ hoàn toàn, chúng ta phải bảo hộ. Đây là khu điều hành phía ngoài, đó là khi chúng ta thấy phối hợp, đây là những cái lướt qua thôi chúng mà chúng ta thấy, và khu điều hành trên hệ thống gọi là phối hợp. Thì còn cái khu mà chúng ta phải có một cái khu chúng ta để đồ từ dụng cụ máy ECMO, máy siêu âm, các cái máy thở, máy lọc máu chúng ta phải có sẵn hết, đó là chúng chuẩn bị sẵn. Thế thì ngay từ tháng 5, thì khi tháng tháng 5 xảy ra dịch ở Bắc Ninh, Bắc Giang, thì em cũng đã đề xuất với giáo sư Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Khám chữa bệnh, về cái mô hình gọi là phân tầng điều trị COVID. Nhưng mà khi mà chúng ta thấy phân, nếu mà chúng ta chỉ cần phân tầng nhưng mà chúng ta là tầng trong tầng thì nó ok. Nhưng mà chúng ta phân tầng mà chúng ta không có tầng trong tầng thì nó rất là khó. Đó là gì? Khi phân tầng thì anh chị biết là chúng ta biết là nếu mà cái dạng bệnh mô hình này theo nó theo cái mô đội cấp cứu EMT của WHO, đó là đội cấp cứu thảm họa ấy, thì bọn em được đào tạo về cấp cứu thảm họa nên bọn em hiểu về cái vấn đề đó là gì, thì chúng ta sẽ có những đội này. Nhưng tuy nhiên là khi chúng ta phân tầng mà chúng ta không phân thuốc, không phân người, chúng ta gọi là không đánh chặn ngay từ tầng 1, tầng 2, thì rất may là Sài Gòn và Bình Dương trong những ngày gần đây họ đã quan tâm nhiều hơn đến tầng 1, tầng 2 để họ đánh chặn, và nó làm giảm cái sức ép lên tầng hồi sức. Chứ còn nếu không thì chúng ta giảm tầng hồi sức thì chúng ta có dù có hàng nghìn máy ECMO chúng ta không thể đủ người để mà làm. Thì vấn đề điều trị trong COVID thì chúng ta thấy là trong COVID bệnh nặng trong hồi sức ấy, thì nó có mấy chủ đề chính. Thứ nhất là chủ đề về thông khí nhân tạo, thứ hai là chủ đề về sử dụng corticoid, thứ ba là chống đông, vấn đề thứ tư là kháng sinh, và vấn thứ năm là bệnh nền, và thứ sáu là quan tâm các biến chứng của giống như thông thường. Thế thì nói chung thì COVID điều trị bệnh nhân, một bệnh nhân COVID nó sẽ giống hệt như một điều trị một cái bệnh nhân hồi sức thông thường, về bản chất là giống hệt như mình điều trị một bệnh nhân hồi sức thông thường. Có nghĩa là chúng ta phải, một nó là tỉ mỉ, thứ hai nữa là chúng ta sát liên tục, cái vấn đề thứ ba nữa là cái lực lượng mà chăm sóc chúng ta phải đủ. Đấy là những cái vấn đề chính. Thế thì khi mà chăm sóc các anh chị, các thầy cô biết là chúng ta vào chúng ta huy động một cái lực lượng dã chiến, nhưng mà hiện nay các bệnh viện dã chiến người ta chỉ ước tính có khoảng 15 đến 20% số người tham gia điều trị các bệnh nhân COVID nặng, mức độ nặng là dân hồi sức. Đó là vì chúng ta không đủ người làm hồi sức, từ xưa nay chúng ta không đủ người làm hồi sức nên chúng phải huy động cả bác sĩ hồi sức cấp cứu, truyền nhiễm, thậm chí tai mũi họng mắt tham gia vào. Thế thì có nghĩa là chúng ta chưa đủ cái người để chúng ta làm, thế thì chúng ta sẽ thấy là rất là khó khăn thêm. Thế thì về trong thông khí nhân tạo trong COVID thì chúng ta thấy là nên từ COVID nó đã bản chất của nó là một cái bệnh tổn thương phổi. Với tổn thương phổi này do tắc mạch, do cơn bão cytokine, do tổn thương viêm, do bất kỳ cái gì khác mà bội nhiễm thêm, thì chúng ta thấy là bản chất là cuối cùng nó diễn đến một cái dạng của ARDS, là một cái hội chứng suy hô hấp cấp tiến triển, và cuối cùng là sẽ phải đặt ống nội quản và thở máy. Thế thì khi mà nó ARDS trong điều kiện bình thường thì tỷ lệ tử vong của nó khoảng 40 đến 70%. Các nghiên cứu như cả cái tin man, cái nghiên cứu phân tích gộp lên 27, cái nghiên cứu người ta cũng thấy là cái tỷ lệ tử vong từ 37, 33 đến còn đến 76%. Đó là cái bản thân trong điều kiện bình thường nó đã tử vong rất lớn. Thế thì trong đại dịch COVID thì cách chắc chắn là cái chuyện tử vong nó sẽ tăng hơn rất nhiều. Để các cái điều trị COVID thì thông thường thì chúng ta thấy bao giờ cũng thấy bắt đầu từ cái oxy dòng thấp, ví dụ như thở oxy qua kính mũi, hay là tiếp theo là oxy mask. Sau đấy thì chúng ta thấy oxy qua HFNC, thông khí nằm sấp, và thông khí gọi là qua mặt nạ, hoặc là HFN, thông khí oxy dòng cao. Rồi còn sau nên vấn đề tuy nhiên là trong các cái điều trị này thì nó phải căn cứ vào cơ sở điều trị. Chúng ta biết là HFNC gần đây rất phổ biến ở trong Sài Gòn các bệnh viện, thì vì sao? Vì một cái máy HFNC mua khoảng 100 triệu, thế thì mua một cái máy thở bình thường khoảng 1 tỷ, nó là bằng 10 anh. Thế thì phần lớn là cái HFNC nó rất dễ sắm và rất dễ tài trợ, thế thì cũng quan phổ biến hơn. Nhưng tuy nhiên nó đổi lại cái sự tiêu tốn oxy nó tăng lên khủng khiếp, và nó làm cho một cái gánh nặng về hậu cần của oxy. Thế thì trong trường hợp này thì rất nhiều trường hợp cũng thở HFNC đã qua được, nhưng mà rất nhiều bệnh nhân cố thở HFNC và bệnh nhân nặng dần lên. Chúng ta thế thì cái chuyện thứ hai nữa, thông khí không nhâm HFNC thì nó không đòi hỏi cái người mà phải chăm sóc chuyên nghiệp giống như là dân bác sĩ hoặc điều dưỡng hồi sức cấp cứu, hoặc là người ta không làm, hoặc là bác sĩ hô hấp người ta hiểu, người ta thường xuyên làm, với đối với máy thở không xâm nhập người ta dễ dàng áp dụng, nhưng đối với những người mà không làm thường xuyên thì người ta rất khó khăn. Về tuy nhiên cái vấn đề thứ hai là khó khăn nhất là hiện nay là một thách thức đối với bác sĩ, mà đúng nhiều khi các bác sĩ đứng trước đứng sau bệnh nhân để xem là nên hay không nên đặt ống nội quản. Vì chúng ta biết là rất nhiều trường hợp đặt ống nội quản xong rồi 1 2 ngày bệnh nhân chết, xong rồi bác sĩ mới trăn trở và tại liệu có phải là do mình đặt ống nội quản hay không. Nhưng tuy nhiên là xin thưa là chúng ta đặt ống thường là theo tiêu chuẩn của ARDS, chúng ta đặt ống nội quản quá muộn. Đó là gì? Chúng ta biết là PTNF dưới 150 theo thì thông khí nhân tạo thất bại, phần lớn là thất bại với thông khí nhân tạo không xâm nhập. Thế thì cái năng lực đáp ứng và năng lực chăm sóc cũng là một cái quan trọng. Thế thì cái hiệu quả sau khi đáp ứng nó sau khi đặt ống nội khoản thì chúng ta thấy là phần lớn các cái bệnh nhân được báo cáo là
Trong giai đoạn căng thẳng nhất thì cái tỷ lệ tử vong, kể cả như ở Mỹ, tỷ lệ tử vong cũng trên 9% đối với nhóm mà cao tuổi khi thở máy. Thì có nghĩa là gì? Hiệu quả của cái thở máy trong trường hợp này thì nó không cao vì nhiều lý do, chứ không phải là do đặt ống nội quản, nhưng nó làm cho thầy thuốc hiểu nhầm về vấn đề là vai trò của đặt ống nội quản. Và các phương thức không khí nhân tạo thì nó có nhiều phương thức, nhưng mà cái vấn đề chúng ta cũng sẽ tiếp tục giải quyết vấn đề khó khăn đấy. Nhưng trong cái phương thức này chúng ta thấy là một trong cái gọi là tự nằm sấp, các anh chị ở Bình Dương người ta cũng làm rất tốt vấn đề là gọi là khuyến khích bệnh nhân nằm sấp, và thời gian có thể kéo dài hơn 8 giờ đồng hồ nếu bệnh nhân trùng nạp được. Nhưng tuy nhiên cái này các nghiên cứu thì nó chứng minh nó có cải thiện oxy thoáng qua, nhưng nó chưa chứng minh được cải thiện cái tỷ lệ tử vong, và cũng chưa chứng minh được là nó sẽ có phục hồi nhanh hơn cũng như là giảm cái tỷ lệ đặt ống hay không. Cái này cũng là một cái vấn đề mà các chúng ta, thế thì trong điều kiện là oxy giảm mà chúng ta muốn cầm cự, muốn kéo dài được thì đương nhiên chúng ta phải cải thiện oxy. Và cải thiện oxy thì cái việc nằm sấp thì nó không tốn kém, không không gây ra cái khó chịu gì cho người bệnh, thì chúng ta cũng có thể áp dụng một cách dễ dàng ở các đơn vị. Các cái thông khí nằm sấp này nó còn ở các cái không xâm nhập này nó còn những vấn đề khác, như là chúng ta cần phải oxy dòng cao. Nhưng mà trong trường hợp mà gì bệnh nhân là thông khí nhân tạo không xâm nhập thì vì người ta thấy là rất nhiều cái đơn vị mà ta không đủ người chăm sóc hoặc là không đủ trang thiết bị, thì chúng ta cũng nên ưu tiên là thông khí nhân tạo không xâm nhập hơn là đặt ống nội quản. Và các nghiên cứu thì có nhiều cái kết quả khác nhau, nhưng một số nghiên cứu người ta thấy là ở một số trung tâm HFNC là nó áp dụng từ 14 cho đến 63%. Ở như chỗ trung tâm chúng tôi thì thấy là khi mà thời điểm cao điểm nhất thì HFNC chiếm khoảng 37% và thở máy thì khoảng 43%, đó là tổng số cả hai cái nhóm này lên đến khoảng hơn 70%. Thế thì đối với các trường hợp là thông khí nhân tạo không xâm nhập thì khoảng 11 đến 56%. Thế thì các cái đơn vị khác thì chúng ta cũng biết là HFNC là cái phổ biến hơn rất nhiều so với các máy thở xâm nhập hoặc không xâm nhập. Thì tùy vào đường nguồn lực mà chúng ta sử dụng cái cho nó phù hợp. Thế thì các cái nghiên cứu về về thở không xâm nhập ở bệnh nhân COVID, chúng ta thấy là cái khi mà không khí nhân tạo không xâm nhập ở bệnh nhân COVID thì người ta lo lắng nhất cái gì? Lo lắng lây nhiễm và lo lắng đến cái hiệu quả. Thì có một cái nghiên cứu này người ta phân tích, một cái nghiên cứu người ta phân tích gộp thì người ta thấy là cái này nó cái HFNC cái không xâm nhập ấy thì có vẻ như người ta thấy là nó người ta thấy phù hợp hơn, người ta ưa thích hơn. Tuy nhiên là cái phân tích này, cái dữ liệu này nó ở phân tích từ 123 nghiên cứu, nhưng chỉ có 5 nghiên cứu mà nó được điều chỉnh các yếu tố nhiễu, và trong đấy thì có một nghiên cứu về HFN không xâm nhập ở bệnh nhân COVID là thấy có giảm tỷ lệ tử vong hơn so với thở máy. Còn các nghiên cứu khác như là thì cũng thể cũng như của SARS rồi của Merck thì cũng thấy tương tự. Còn các hai nghiên cứu khác thì thấy là tỷ lệ tử vong thì lại ở nhóm thở không xâm nhập lại giảm hơn so với nhóm không thở máy. Thì chúng ta hiểu là nếu mà đương nhiên thì nhóm thở không xâm nhập thì nó sẽ cải thiện oxy hơn nên nhóm không thở máy thì là đương nhiên, cái này chúng ta không phải bàn. Nhưng mà cái chuyện mà cái quan trọng là cái số nghiên cứu về bệnh nhân thở không xâm nhập có cải thiện tử vong hơn so với thở máy nó không nhiều, đó là chúng ta cũng phải đấy là một cái thách thức. Về các cái nghiên cứu khác về trên MERS-CoV trên SARS cũng tương tự như thế, về trong cái này cũng là chúng ta thấy là gì, người ta cũng lo cũng quan tâm cái vấn đề thở không xâm nhập. Nhưng tuy nhiên là khi thở không xâm nhập thì chúng ta sẽ phải các nhân viên chúng ta phải đối mặt với một cái việc mà có lây nhiễm hay không, có tạo ra cái hạt khí dung hay không, và các cái hạt này nó có tạo thành môi trường nó lây nhiễm cho nhân viên, đặc biệt là trong môi trường nó kín hoặc trong môi trường bệnh viện dã chiến. Thì các cái hướng dẫn trên thế giới cũng có nhiều hướng dẫn, nhưng tuy nhiên có những cái thì người ta khuyến cáo là người ta không có bình luận, nhưng có những cái nghiên cứu thì người ta bảo là người ta có quan tâm đến tăng cái nguy cơ ở mà tạo ra các cái hạt khí dung khi mà chúng ta cho thở HFNC, nó gọi là tăng cái nguy cơ lây nhiễm cho nhân viên của chúng ta. Thì các anh chị các thầy cô cũng chú ý là cái này thì tùy điều kiện. Nhưng mà có một cái trường hợp rất khó khăn là đối với các bác sĩ hiện nay là chúng ta thời điểm chúng ta thở HFNC đến bao giờ và chúng ta thở không xâm nhập đến bao giờ. Thế thì các cái thời điểm này thì thường là chúng ta thấy là cái thời điểm mà cũng là một thách thức đối với các cái bác sĩ, tại vì các cái khuyến cáo bây giờ thì các tác giả cho rằng là không nên kéo dài cái chuyện mà thở HFNC, hoặc là không nên kéo dài cái chuyện mà thở NIV cho các bệnh nhân. Thế thì trong trường hợp nào thì chúng ta cần phải đặt, một là bệnh nhân có thể sử dụng cơ hô hấp phụ, hai là bệnh nhân thở bụng, thì lúc này thì chắc chắn là chúng ta sẽ phải đặt ống nội quản để chúng ta củng cố. Thế thì trong các cái điểm này có một cái điểm dốc là điểm rất quan trọng để khi các thầy cô các anh chị có thể áp dụng trong quá trình điều thực hành. Nhưng tuy nhiên rất nhiều bệnh nhân vào đến bệnh viện Bạch Mai trong cái tháng đầu tiên ấy, tháng 8 đầu trung tuần tháng 8 ấy, thì chúng tôi nhận thì thấy là rất nhiều trường hợp là bệnh nhân vào trong tình trạng là điểm drop có 2,83 điểm vẫn cầm cự HFNC cả tuần ở các bệnh viện dã chiến vì các anh chị không đủ điều kiện để chăm sóc các bệnh nhân thở máy. Nhưng ngược lại thì cái tuần này
thì chúng tôi thấy là cái giảm nhiệt hơn rất nhiều và rất nhiều bệnh nhân được chuyển sớm, thậm chí chuyển từ lúc thở oxy mát túi, thì có nghĩa là chúng ta cũng thấy hy vọng hơn rất nhiều. Thế thì trong trường hợp mà HFNC với dòng 60 lít phút và oxy 100% thì chắc chắn là chúng ta ngoài cái vấn đề là nó gọi là cái tiên lượng thất bại, thì nó sẽ còn một cái là tăng cái nguy cơ lây nhiễm cho nhân viên, người ta cũng đã chứng minh. Thế thì trường hợp mà chúng ta đặt ống là gì, chúng ta thấy bệnh nhân tiến triển nhanh trong vài giờ và chúng ta thấy là gì, HFMRC dai dẳng cũng phải đặt ống, và chúng ta thấy bệnh nhân tăng công hô hấp mệt cơ và là ý thức lơ mơ, thì đương nhiên là các thầy cô chuyên ngành hô hấp thì biết là bệnh nhân COPD mà khi mà ý thức lơ mơ thì chắc chắn là cái này tăng CO2, cái này thì cũng không phải nói làm gì nữa, lúc đây các thầy cô đã chủ động đặt ống nội quản. Còn huyết động không ổn định, suy đa tạng, đây là bắt buộc, cái này thì cũng không phải bàn. Nhưng mà tuy nhiên là gì, hiện nay thì không có một cái nghiên cứu nào có nói đến thời gian cụ thể, kể cả Việt Nam chúng ta cũng chỉ biết là các bác sĩ biết là chúng ta kéo dài, có những bệnh nhân kéo thì qua được, có những bệnh nhân không qua được. Nhưng mà thế thì các tác giả cho rằng thì có thể từ vài giờ cho đến vài ngày, một số khác thì cho rằng có thể dung nạp được 1 tuần đến 10 ngày thì cũng có thể kéo dài được. Nhưng tuy nhiên là chúng tôi vào đây chúng tôi thấy thực tiễn là rất nhiều trường hợp mà thử HFMRC kéo dài thì thường là bệnh nhân đặt ống xong 1-2 ngày thì bệnh nhân cũng sẽ tử vong. Một số các cái bệnh nhân khác mà đáp ứng HFMRC thì chúng ta thấy có kéo dài, nó dần dần chúng ta giảm, chúng ta giảm được, giảm cai được, thì cái này nó phải có những cái tiêu chuẩn hàng ngày chúng ta đánh giá điểm ROC, cái này không có vấn đề gì phức tạp quá. Thế thì cái chuyện mà khi mà đặt cái HFMRC kéo dài này thì có vẻ như nó làm cho các bác sĩ người ta thấy là trong trường hợp bệnh nhân thở HFN, bệnh nhân COVID ấy, rất nhiều trường hợp giảm oxy SpO2 còn 75, 78 nhưng bệnh nhân vẫn tỉnh, nói chuyện được, là không quá gọi là không giống như các bệnh như do suy tim hay là do bệnh nhân do bệnh viêm phổi do virus cúm AH1N1 hay là viêm phổi khác, nó làm cho bệnh nhân vật vã kích thích. Thì chính vì điều này người ta gọi là giảm oxy máu trơ, giảm oxy máu thầm lặng, hay là người gọi là giảm oxy máu mà bệnh nhân cảm giác rất thoải mái. Thì cái trường hợp này thì nó làm cho bác sĩ là rất cân nhắc khi mà chúng ta quyết định là đặt ống nội quản, đó là chúng ta. Và hậu quả sau khi đặt ống nội quản thì rất nhiều người cũng lo lắng hơn rất nhiều. Thế thì trong cái nghiên cứu mà liên quan bệnh nhân không COVID, có nghiên cứu của Lancet, thì người ta cũng đã nói đến cái việc mà từ năm 2017 người ta nói là đối với các bệnh nhân ARDS nặng thì mà mức độ từ ở mức độ trung bình mà từ PTS từ trên 150 thì nó là thì ok, thì chúng ta có thể đáp ứng được với thở không xâm nhập. Nhưng đối với nhóm mà dưới 150 thì nó làm tăng nguy cơ tử vong. Thế thì trong thực tế mà chúng tôi tiếp nhận ở các bệnh nhân ở trong Sài Gòn này khi vào ấy, thì phần lớn các bệnh nhân vào làm thử khi máu PTS dưới 100. Thế thì nhưng mà chúng ta vẫn bị kéo HFNC, tức là gì? Cái chuyện này nói như thế thì chúng ta đã hiểu là chắc chắn là tiên lượng, là cái chuyện thất bại là rất là rõ ràng. Thế thì về mặt điều trị thở máy trong trong COVID thì chắc mà tất cả các thầy cô các anh chị cũng biết là cái đích ở cái mà khi ban đầu ấy, cái đầu tiên của tất cả cái điều trị vẫn là cái thông khí theo chiến lược bảo vệ phổi hay là BT thấp. Cái này nó được đưa vào từ năm 2001, nó được công bố từ năm 2001. Tuy nhiên là ngoài ra thì chúng ta phải kiểm soát về áp lực đẩy, chúng ta kiểm soát oxy, chúng ta kiểm soát PEEP, rồi chúng ta làm huy động phế nang, chúng ta cho bệnh nhân nằm sấp và an thần giãn cơ, kiểm soát dịch. Nó là đây là một trong cái sơ đồ chúng ta nhìn thấy toàn cảnh của việc điều trị một bệnh nhân ARDS nặng, mà đặc biệt trong COVID thì nó cũng đã được khuyến cáo tương tự. Thế thì từ so tại sao chúng ta lại phải tuân thủ cái điều trị ARDS theo theo cái chiến lược bảo vệ phổi? Vì từ năm 2000 người ta đã chứng minh nó cải thiện tỷ lệ tử vong so với nhóm điều trị truyền thống. Nhưng tuy nhiên vào đây chúng tôi sẽ gặp một số cái vấn đề rất khó khăn. Và chúng tôi khi mà chúng tôi vào đây thì thấy thứ nhất là các cái bệnh nhân mà chúng ta tuân thủ cài đặt, có là chúng ta cài đặt với mức VT từ 70 lít kim cân nặng này, thì chúng tôi cũng đã tính toán các cái biện pháp để cho theo chiều cao cân nặng, vì chúng ta biết là trong cái hồi sức là hàng trăm giường này thì chúng ta không đủ cái cân nặng, chúng ta không biết bệnh nhân bao nhiêu cân bệnh nhân vào, chúng ta cũng không biết là cái cân của bệnh nhân bao nhiêu để chúng ta tính thuốc, và chúng tôi phải đưa bệnh viện Bạch Mai phải đưa các cái cân từ ngoài Hà Nội vào. Nhưng tuy nhiên là gì, chúng tôi đã làm sẵn các cái protocol cho tất cả bác sĩ có thể nắm được. Còn đây là một cái cách về mặt tổ chức là chúng tôi nắm được. Chúng tôi dán và thì cái hoặc để trên máy tính thì anh chị có nhìn qua thì biết là bệnh nhân 150 cm thì có nghĩa là cài đặt VT khoảng 350 chẳng hạn như thế. Nhưng mà nếu 175 chúng ta cài đặt 500. Đấy là mức cài đặt ban đầu, và khi mà cài đặt này chúng ta cài đặt tần số thở, chúng ta cài đặt các cái yếu tố khác để nó đảm bảo hệ thống khí phút. Nhưng tuy nhiên kể cả vấn đề chúng ta có cài đặt nhưng mà nó thường nó sẽ không đạt được yêu cầu về vấn đề về hiệu quả. Thế thì trong COVID nó có một cái câu hỏi rất thắc mắc mà chúng tôi cũng đang cũng phải đang tìm hiểu, và chúng tôi cũng hiểu là rất là đây là một trong cái
Khi chúng ta cài đặt với mức VT 70 kg cân nặng thì chắc cần nhìn vào màn hình máy thở này thì các thầy cô anh chị thì sẽ thấy là với một cái bệnh nhân khoảng 70 cân thì mức này là chúng ta chấp nhận được. Đó là gì? Chúng ta đây khoảng 70 lít kim cân nặng. Nhưng tuy nhiên là gì? Là tần số thở phải đẩy lên đến 32 lần phút, mà trong khi phút 14 lít phút mà bệnh nhân vẫn có tình trạng tăng CO2 trong máu. Cái tình trạng tăng CO2 này nó giống hệt như trong bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính ấy. Thì các cái ngoài vấn đề là bệnh COVID, là vấn đề tắc mạch, ngoài vấn đề về gọi là bất thông khí và tương xứng ở thông khí và tưới máu, thì chúng ta còn những cái mà bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính hay hen phế quản trên nền bệnh nhân COVID cũng chưa được quan tâm nhiều. Tại vì chúng ta vào trong điều kiện chúng ta không có ống nghe, chúng ta không làm thế nào để nghe được bệnh nhân cả. Chúng ta vì chúng ta đem đồ bảo hộ kín bưng này, chúng ta không, cái này thì cũng chắc là trong thời gian tới chúng tôi hy vọng là Bộ Y tế chấp thuận cho cái chuyện mà chúng ta chỉ đem cái khẩu trang 3M và cái N95 ấy và cái mặt nạ giống như ở Mỹ, thì nó sẽ tăng cái gọi là cái đánh giá người trên người bệnh hơn. Thế thì cái khi mà cài đặt này rồi thì chúng tôi thấy là thì chúng ta tuân thủ hết các cái khuyến cáo, chúng ta sử dụng máy thở tốt nhất, nhưng mà nó vẫn không đảm bảo được cái chuyện thông khí này, thì cái này cũng là một cái khó khăn. Thế thì cái thông khí phút này cao nó là một cái tình trạng rất thường gặp trong các bệnh nhân COVID nặng, và chúng ta điều chỉnh để đạt nhưng mà vẫn toàn hô hấp. Thế thì nếu có những trường hợp chúng tôi thể máy mà thông khí phút người ta lên đến 19 lít phút, nếu mà thế thì chúng ta khi chúng ta cho an thần dẫn cơ thì chắc chắn là bệnh nhân sẽ nó sẽ giảm được thông khí phút, nằm được yên theo hoàn toàn theo máy, nhưng đổi lại là gì? Đổi lại là những bệnh nhân sẽ toàn hấp nặng lên và sau đấy thì bệnh nhân sẽ tử vong. Thế thì câu hỏi đặt ra là có phải bất tương xứng thông khí và tưới máu hay không, cũng là một câu câu mà. Thế thì nếu mà như thế thì có nghĩa là chúng ta phải quan tâm chống đông sớm hơn nữa. Ở trên thế giới thì người ta cài đặt như thế nào? Thì ngay từ đầu vụ dịch ở Hà Lan ấy, thì người ta thấy là cái chiến lược thông khí theo thông khí bảo vệ phổi thì người ta cũng cài đặt thông khí VT từ 6 đến 70 lít kim cân nặng là phổ biến, ở từ 6,5 ml kim cân nặng. Pip người ta cũng cài đặt 12 đến 14. Thì chúng tôi ở đây cài đặt pip thì từ 8 đến 12 cm nước, và trung bình là khoảng 10 cm nước. Nhưng tuy nhiên là gì? Người ta thấy là trong nghiên cứu này người ta thấy 90% bệnh nhân cài đặt FV2 trên 5% và PTRF trung bình là trên 160. Thế thì so với cái thực tế của chúng ta đang đối mặt là PTRF chúng ta toàn chơi dưới 100 thôi, mà dưới 100 nhiều ngày, thì có nghĩa là chúng ta có vẻ như là chúng ta vẫn đang bị muộn quá trong khối hồi sức, gọi là bệnh nhân từ các tầng chuyển lên hồi sức cũng bị muộn quá. Thế thì các cái trong trường hợp mà chúng ta thông khí theo chiến lược bảo vệ phổi chúng ta thấy thất bại, đó là gì? Chúng ta thấy là PTRF mà nó không cải thiện thì với FV2 trên 60%, PIP trên 5, thì cái này thì xin kính thưa các thầy cô anh chị là hiện nay là chúng tôi ở trong cái khoa hồi sức tích cực là phần lớn các bệnh nhân khi trong giai đoạn đầu tiên chuyển đến đều phải thở oxy trầm trầm trong nhiều ngày, và sau đấy bệnh nhân cầm cự được xong bệnh nhân tử vong là chúng ta. Thế thì cái ECMO hiện nay là cái giải pháp cuối cùng cho những tình huống như này, nhưng tuy nhiên là trên toàn thế giới thì tổng số đến ngày hôm qua thì cái ECMO chỉ có 9.002 bệnh nhân được làm ECMO báo cáo theo cái trên cái ELSO, còn các cái khác thì chúng ta không nói là liên quan COVID. Và thời gian đánh giá từ 4 đến 12 tuần sau khi thông khí nhân tạo theo chiến lược bảo vệ phổi, và thì chúng ta có thể chuyển sang nằm sấp. Nhưng tuy nhiên nằm sấp thì nếu chúng ta thấy có cải thiện oxy, cải thiện PTNS thì chúng ta thấy là chúng ta ngừng nằm sấp, nhưng mà trong trường hợp phần lớn là bệnh nhân không đáp ứng. Thì tuy nhiên là chỉ có một cái nghiên cứu mà người ta công bố là về cái hiệu quả thông khí nằm sấp, hay là gì, một cái nghiên cứu rất nhỏ và hiệu quả thông khí nằm sấp ở bệnh nhân COVID, còn các nghiên cứu khác thì chưa đầy đủ, và đặc biệt trong điều kiện chúng ta không là không có nhân lực thiện chiến thì cái chuyện nằm sấp thì nó tăng cái nguy cơ tuột ống nội quản, nguy cơ mà các cái nguy cơ khác đối với bệnh nhân nằm sấp thì cũng rất là nguy hiểm. Thì đối với cái trường hợp cái vấn đề thứ hai trong cái điều trị COVID là vấn đề corticoid, thì chúng tôi thấy là vào đây thì có những bệnh nhân ở nhà hỏi ra thì người ta dùng corticoid 2 năm, đó là dùng 2 năm và thường xuyên dùng Meron 16 mg 2 năm, và đến khi bệnh nhân bị nhiễm COVID thì đã cho thêm 16 mg trong cho dexamethasone, và liều được khuyến cáo là gì, 6 mg trong khi bệnh nhân bắt đầu thở oxy trong vòng 10 ngày hoặc cho đến khi xuất viện nếu bệnh nhân ra viện sớm hơn. Nhưng tuy nhiên thì chúng tôi thấy là rất nhiều bệnh nhân là F0 ở Sài Gòn khi mà vào thì viện là được điều trị kháng đông kháng viêm hàng tuần ở nhà rồi, và lúc đấy thì vào các bệnh viện dã chiến cũng tương tự như thế. Thế thì ở nhóm ở Bình Dương người ta cũng thấy là cái nhóm bệnh nhân trước khi mà vào hồi trước ấy, người ta cũng tăng theo mini therapy với cái liều 250 mg hydrocortisone methylprednisolone, cũng tương tự như các cái nghiên cứu ở Pakistan ấy, thì người ta thấy là có vẻ nó có hiệu quả. Tuy nhiên là trong quá trình này thì chúng tôi thấy là chúng tôi cũng thấy là cái chuyện là cái tăng đường huyết liên quan corticoid cực kỳ nhiều, hay là vào rất nhiều bệnh nhân vào trước đấy hỏi tiền sử đã chưa có hay chưa hề có vấn đề, nhưng khi mà vào thì thấy tăng đường huyết.
Thế thì khi trong trường hợp anh chúng ta không có dexamethasone ấy, thì chúng ta có hydrocortisone, methylbestrolone hoặc prednisolone, thì tất cả các này thì chúng ta điều trị nhưng mà chúng ta không có theo dõi đường máu, thì là vẫn đến hậu quả là gì? Bệnh nhân tăng đường huyết nhiều hơn và bệnh nhân thì có nguy cơ như calcitonin đái tháo đường, đó là biến chứng liên quan đến bên tăng đường huyết. Bên cạnh đấy thì các cái chúng ta dùng corticoid kéo dài thì nghe nguy cơ nhiễm nhiễm gọi là nhiễm vi khuẩn kháng thuốc và nhiễm run lươn cũng là rất rất nhiều. Thì cái này thì cũng các cái nghiên cứu người ta cũng đã báo cáo về hiệu quả của corticoid, thì hiện nay có một số nghiên cứu về hiệu quả corticoid, nghiên cứu về nghiên cứu dexacovid, nghiên cứu là Codex, nghiên cứu hydrocortisone, là nghiên cứu về cáp kép covid, nghiên cứu covid steroid và nghiên cứu là rimab cáp. Thì các nghiên cứu này nó đều có xu hướng là gì, người ta sử dụng corticoid hơn là người ta hơn là không, cái nhóm là không sử dụng corticoid. Nhưng tuy nhiên là các cái nghiên cứu này thì người ta cũng cho thấy là cái giảm tỷ lệ tử vong hơn so với nhóm chứng, là giảm tỷ lệ tử vong hơn so với nhóm chứng. Thế thì cái liều corticoid và thời gian sử dụng corticoid bao nhiêu lâu, thì chắc anh chị nhìn vào đây thì các chúng ta cũng thấy là cái liều cần corticoid thì đây các cái khuyến cáo về liên quan đến corticoid, nhưng mà hiện nay cái liều corticoid ở nhà gọi là ở các cái tuyến trước khi chúng ta vào, thì đối với bệnh nhân vào trong hồi trước thì thường là bệnh nhân vào đã 7 8 ngày rồi. Thế thì cái chuyện có nên dùng corticoid tiếp hay không là câu hỏi mà chúng tôi nghĩ là về về phía gọi là về về phía một bác sĩ điều trị, về quan niệm cá nhân thì chúng tôi thấy là phần lớn những trường hợp đấy nếu không có bằng chứng gì khác thì chúng ta nghĩ là không phải là vấn đề có, không phải là vấn đề chính, mà thậm chí chúng tôi cũng cũng nhiều trường hợp chúng tôi cũng không ủng hộ cái chuyện tiếp tục dùng corticoid. Đấy là quan niệm cá nhân, tại vì chúng tôi thấy là nguy cơ nhiễm khuẩn tăng lên, và thứ hai nữa là gì, bằng chứng của tăng đường huyết, bằng chứng và biến chứng liên quan corticoid nhiều hơn, trong khi đấy là gì, chúng ta đã từng dùng với một cái liều như thế trong vòng 7 10 ngày thậm chí hơn mà nó không cải thiện. Thì các cái này thì chắc là các anh chị các thầy cô cũng lưu tâm, vì tại vì thực ra là các cái này hiện nay các cái nghiên cứu cũng đang trong cái giai đoạn mà chúng ta tiếp tục thay đổi. Thế thì có một cái nghiên cứu về liên quan đấy gọi là nghiên cứu rimab cáp, nghiên cứu liên quan hydrocortisone, nhưng mà cái ngày người ta đã chứng minh là nó có cải thiện thì lại tử vong hơn là nhóm gọi là nhóm bệnh nhân có sốc, gọi là nhóm bệnh nhân so với nhóm không sử dụng corticoid là từ giảm 93% so với 8%. Nhưng tuy nhiên không hiểu lý do thì cái nghiên cứu này nó bị dừng sớm, nên là có nghĩa là chúng ta cũng không có cái chiến lược chung cho cái kết quả này, chắc chúng ta phải chờ tiếp. Thì sử dụng chống đông trong điều trị COVID thì chúng ta biết là chống đông trong điều trị COVID là một vấn đề nan giải, tại vì thực tế là rất nhiều khuyến cáo đã đưa chống đông trong điều trị COVID, nhưng tuy nhiên là hiện nay cái tuân thủ chống đông thì chúng tôi đã đánh giá thì có mấy vấn đề. Một là gì, rất nhiều trường hợp là chúng ta không dám sử dụng chống đông. Cái thứ hai là chúng ta không có chống đông để dùng. Vấn đề thứ ba là cân nặng của bệnh nhân to hơn so với gọi là cao lớn hơn so với khuyến cáo, thì có là lúc đấy thì chúng ta cũng phải cần phải có một cái theo dõi chống đông nó phù hợp hơn. Nhưng tuy nhiên là không phải bệnh viện nào cũng thực hiện theo dõi chống đông được. Như bệnh viện Bạch Mai thì ngay từ khi vào thì tiến sĩ Nguyễn Tuấn Tùng là giám đốc trung tâm huyết học thì cũng đã đề xuất với ban lãnh đạo trung tâm hồi sức thì áp dụng các cái tiêu chuẩn về sử dụng chống đông. Thì còn chúng ta thấy là các tiêu chuẩn về lâm sàng như bệnh nhân thở nhanh, SpO2 giảm tần số, hoặc là gì, hoặc bệnh nhân có điểm modify improve trên 4, bệnh nhân có tăng mạch cầu, bệnh nhân có tăng D-dimer, bệnh nhân có tăng CRP, tăng ferritin, tăng interleukin, tất cả cái đây là gọi là tiêu chuẩn về chẩn đoán. Và sau trong trường hợp đấy thì trường hợp nào thì người ta dự phòng, gọi là trường hợp nào thì điều trị. Thế thì trong các trường hợp điều trị thì những liều thì cũng có. Nhưng tuy nhiên chúng tôi thấy một cái nhóm là chúng ta đôi khi chúng ta rất sợ về nhóm cho bệnh nhân sử dụng, hoặc là bệnh nhân có thai, thì vì rất nhiều trường hợp vào đây chúng tôi cũng thấy rất nhiều trường hợp bệnh nhân có thai sau đấy bị nhiễm COVID và tử vong, và có cả những bệnh nhân đã nhìn thấy cái chuyện tắc động mạch phổi, tại chúng ta thấy là cái huyết khối rất lớn. Thì các cái bằng chứng này thì nó sẽ thêm vào là cái vấn đề là chúng ta có vẻ như chống đông là vấn đề nan giải nhưng mà không phải là đơn giản nữa. Thế thì cái chuyện chỉnh liều thuốc chống đông này thì ngay cả cái nhìn vào cái này thì chúng ta thấy là chúng tôi có một cái bệnh nhân đang ECMO và chúng tôi phải theo dõi chống đông liên tục trong 6 giờ đồng hồ, gọi là cứ 6 mỗi 6 giờ. Và chúng tôi thấy là gì, ngay từ này thì chúng tôi theo dõi APTT này cũng có những thời điểm nó đạt được mục tiêu điều trị nhưng mà từ 4 gọi là từ 45 đến 70 giây, nhưng mà có rất nhiều trường hợp sẽ không đạt được mục tiêu điều trị, nên thì nó thay bị thay đổi trong cái quá trình điều trị. Nếu chúng ta không có theo dõi sát này hoặc chúng ta dùng sử dụng chống đông mà chúng ta không theo dõi từ đầu đến cuối, đó là gì, thì chúng ta sẽ không, bản chất của vấn đề chúng ta, nếu chúng tôi nghĩ là nếu chúng ta làm tốt cái vấn đề kiểm soát tầng 1, tầng 2, chúng ta sẽ kiểm soát tốt vấn đề chống đông thì thường là chúng ta sẽ giảm được nguy cơ chuyển nặng, thì đấy là một trong cái quan trọng hơn so với cái chuyện mà chúng ta
đẩy bệnh nhân vào hồi sức để chúng ta mới mới tập trung tối đa vào cái công suất điều trị. Thế vấn đề tiếp theo nữa là gì? Cái Anti 10A ấy thì chúng tôi thấy là rất nhiều trường hợp bệnh nhân sử dụng cái thuốc chống đông, mà sử dụng thuốc chống đông trong 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 điều trị COVID, thì khi chúng tôi theo dõi Anti 10A cho bệnh nhân thì chỉ có những bệnh nhân có những lúc mới bắt đầu dùng, sau đấy thì bệnh nhân dùng đạt liều, nhưng mà trong 1-2 ngày chúng ta thấy là gì, chúng ta thì cần tranh một chút về vấn đề sử dụng là không đạt được liều. Thế cái này một cái bệnh nhân nam 75 cân mà chúng ta thấy là gì, chúng ta khởi đầu là dùng ECMO với liều 60, trước trước đây là chúng ta dùng 60 mg kiêm cân nặng, thì chúng ta cũng thấy là như này cũng là cái mà chúng ta xin lỗi, đây không phải là bệnh nhân ECMO mà chúng ta một cái bệnh nhân nam đang thở khí phòng thôi, nhưng mà cái này chúng ta thấy là với liều 60 mg trên mỗi 12 giờ mà bệnh nhân không là không đạt được cái liều kỳ vọng của chúng ta. Thì cái liều chống đông ấy thì người ta nói đến nhiều đến cái vấn đề gọi là ở bệnh nhân chưa vào hồi sức thì đã phải dùng cái liều gọi là liều điều trị 1 mg kiêm cân nặng mỗi 12 giờ. Nhưng mà tuy nhiên là chúng ta vẫn theo thói quen là 40 mg mỗi 12 giờ. Cái này thực tế thì nó rất là nhiều và có vẻ như là chúng ta cái chống đông chưa được chú trọng nhiều. Chúng tôi vẫn thấy là rất lo lắng về vấn đề chống đông. Thì đây là một cái trường hợp mà tôi muốn lướt qua về vấn đề chúng ta cho thấy là cái vấn đề nhiễm khuẩn, vấn đề chống đông và vấn đề sử dụng gọi là corticoid và các liệu pháp điều trị. Nên là đây là một cái trường hợp nam 28 tuổi, anh này vì COVID từ sau khi tiêm 2 ngày thì mắc COVID, và sau đấy thì trong bệnh nhân suy hấp là bệnh vì bệnh nhân béo phì nặng 105 cân nên là cái tình trạng suy hấp nặng dần lên. Nhưng bệnh nhân nặng dần lên đến khoảng thở oxy sau cai được khoảng 1 tuần sau thì bắt đầu bỏ được oxy. Nhưng bỏ oxy đến bắt đầu đến ngày hôm mùng 7 tháng 9 là bệnh nhân bắt đầu nặng lên, ngày mùng 6 là nặng lên. Mặc dù nhìn nặng lên thì anh chị nhìn đây, tất cả các thời điểm chúng ta mặc dù chúng ta theo dõi chúng ta điều chỉnh chống đông liên tục nhưng không đạt được mục tiêu điều trị. Cái này rất khó trong điều trị mục tiêu điều trị chống đông. Đây là một trong cái ví dụ về mục tiêu điều trị. Với thứ hai là cái phim phổi nó càng ngày càng tồi dần đi thì chúng ta cũng băn khoăn trăn trở nhiều về vấn đề về chống đông, vấn đề tắc mạch. Nhưng tuy nhiên sau đấy thì chúng tôi thấy là gì? Phổi nó suy hấp nặng lên và chúng tôi sẽ đã phải làm ECMO, tôi đã làm tim phổi nhân tạo vào ngày mùng 6 thì khi mà mùng 7. Còn đối với các trường hợp này thì nó không phải là vấn đề về thế, sau khi đấy chúng tôi cân nhắc chúng tôi thấy là nó không phải là vấn đề về chống đông thuần túy mà vấn đề nhiễm khuẩn. Mặc dù bệnh nhân dùng dexamethasone thường xuyên nên là bệnh nhân không có sốt và các bằng chứng nhiễm khuẩn thì bạch cầu các thứ nó cũng không tăng nhiều, nhưng mà chúng tôi vẫn cân nhắc. Và sau đấy thì một thời gian sau khi mà triển khai thì khoảng đến tuần thứ hai thứ ba bệnh viện Bạch Mai đã áp dụng được các biện pháp về vi sinh như soi cấy, thì chúng ta đã cấy đờm thì chúng ta thấy là cấy máu ra clep ở rất nhiều bệnh nhân, cấy đờm ra Acinetobacter baumannii ở bệnh nhân. Thế thì có nghĩa là chúng ta ban đầu chúng ta tập trung quá nhiều vào chống đông, tập trung quá nhiều vào corticoid mà chúng ta quên mất là cái vi khuẩn đa kháng thuốc. Cái này cũng là một cái mà cảnh báo thì các anh chị các thầy cô là ở các cái đầu cầu có thể cân nhắc vấn đề. Và vấn đề tiếp tục là đây là không phải là bệnh viện Bạch Mai mà các bệnh viện này chuyển đến từ các bệnh viện khác, chúng ta cấy ra cả thực phẩm màu xanh đa kháng thuốc và chúng ta chuyển đến từ bệnh nhân một cái bệnh viện huyện ở quận ở đây, chúng ta cấy ra clep cũng là đa kháng thuốc, có là ở đây là clep ở bệnh viện quận, đó là nhìn đây là một trong cái mà nó gọi là không phải một bệnh nhân mà rất nhiều cơ sở y tế khác nhau. Thế thì vấn đề mà điều trị khác thì chúng tôi thấy là cái đái tháo đường ấy thì phần lớn là bệnh nhân không được quan tâm, mà cái này có vẻ như là nó phù hợp vì hàng nhiều tháng chúng ta không được cấp phát thuốc cho bệnh nhân không được cấp phát thuốc và điều trị và không có cơ sở y tế nào theo dõi. Cái vấn đề thứ hai là rất nhiều bệnh nhân mệt hàng tuần nhưng không bệnh nhân không được ăn uống và vào suy dinh dưỡng teo cơ rất nhiều. Vấn đề thứ ba nên là vấn đề suy tim nhồi máu cơ tim, cái này rất nhiều trường hợp trong này chúng tôi đã chẩn đoán ra vấn đề nhồi máu cơ tim và có bệnh nhân có biến chứng sốc tim vỡ thành tim. Cái này vấn đề thứ tư là vấn đề bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính là chúng ta cũng chưa để ý đến, và vấn đề thứ năm là vấn đề các cái bệnh khác như sử dụng corticoid kéo dài nên suy thượng thận và các nhiễm run lươn này chúng ta cũng chưa có công cụ để theo dõi chi tiết, nên nên là chính vì vậy nên là chúng ta thấy hiểu là tất cả những nguyên nhân bệnh này đây là yếu tố góp phần đã làm nặng thêm và bệnh nhân tử vong chứ không đơn thuần là COVID. Có một nghiên cứu từ Trung Quốc ở Trung Quốc từ năm 2019 thì người ta thấy là người ta công bố năm 2020 người ta thấy là các yếu tố như là béo phì, tăng huyết áp, tuổi, tăng lipid, tăng lactate, vì cái này chúng ta thấy là tăng LDH. Rất nhiều bệnh nhân vào cái tuần đầu tiên ấy, cái tuần từ 12 đến 17 thì vào trung tâm hồi sức tích cực chúng tôi vào thấy là bệnh nhân vào trong tình trạng sốc, cần đặt ống khí quản, thấy lactate toàn 5 7 9 mmol, xong bệnh nhân chúng tôi bù dịch nhưng mà vấn đề là bệnh nhân vẫn không lên được, cầm cự được thì trong 1 2 ngày, thậm chí là có những bệnh nhân thở máy đến ngày nay gần gần 30 ngày rồi.
bệnh nhân vẫn có những bệnh nhân vẫn qua được đang cai thở máy, nhưng mà khi chúng ta thấy là tình trạng sốc của bệnh nhân là vấn đề nan giải, vấn đề kháng kháng sinh là vấn đề quan trọng. Thế thì tóm lại là vấn đề về liên quan đến COVID ngày hôm nay thì tôi xin tóm tắt lại mấy vấn đề. Thứ nhất là để một hồi sức cho một bệnh nhân COVID thì chúng ta phải, việc đầu tiên là khâu tổ chức rất rất quan trọng, tại vì chúng ta đó là chúng ta không có bàn giao, không có thông tin đầy đủ từ phía người nhà bệnh nhân, từ phía tuyến trước, từ phía bệnh nhân thì chúng ta không biết cái để điều trị các cái bệnh nền. Cái vấn đề thứ hai nữa là gì? Thực trong đông thì xin các anh chị nếu mà được thì chúng ta sẽ áp dụng tuân thủ tốt hơn và chúng ta tuân thủ sớm hơn về vấn đề chống đông. Vấn đề thứ ba là sử dụng corticoid, chắc chúng ta sẽ phải cân nhắc về cái thời gian và cái vấn đề mà cái nhóm bệnh nhân thở máy, là có nghĩa là về chúng ta có thể phải cân nhắc lại là không phải là corticoid là vấn đề mấu chốt. Thì vấn đề thứ tư là vấn đề về các điều trị bệnh nền hiện nay chưa được chú ý, và vấn đề thứ năm là các biến chứng trong hồi sức rất nhiều, vì biến chứng là suy thận cấp, biến chứng toàn cytone đái tháo đường, biến chứng nhiễm khuẩn bệnh viện, viêm phổi thở máy, đây là vì do vi khuẩn kháng thuốc. Vấn đề thứ sáu là hiện nay rất nhiều bệnh nhân chuyển đến đều được sử dụng imipenem, meropenem hoặc là cephalosporin thế hệ 3 hoặc là pipasilinthazobactam kết hợp với levofloxacin, nhưng nhìn qua các kháng sinh đồ mà các anh chị vừa nhìn thấy, các thầy cô vừa nhìn thấy thì chúng ta thấy là các cái vi khuẩn này là CLEP, là AC, là trực khuẩn xanh, nó giống hệt như cách thông thường chúng ta vẫn tiếp cận và nó kháng kháng sinh rất nhiều. Đây là một cái trường hợp một bệnh nhân nữ 35 tuổi mà nó kháng kháng sinh rất nhiều, nó chỉ còn CLEP, nó chỉ còn nhạy với amikacin, topramycin và cái gentamicin, nên là cái vấn đề như thế. Thế thì có nghĩa là gì? Để một cứu sống một bệnh nhân hồi sức thì việc đầu tiên là vấn đề phối hợp giữa các tầng với nhau, chúng ta chuyển sớm. Vấn đề thứ hai nên là vì trong đấy chúng ta phải nghĩ đến những cái vấn đề hồi sức thông thường chứ không phải là hồi sức trong bệnh viện mới, đó là chúng ta nghĩ là không có những khoản bệnh viện. Vấn đề thứ ba nên là gì? Chúng ta phải có những cái tập huấn để cho các anh chị tuân thủ theo các cái phác đồ đủ đầy đủ. Và xin hết ạ. Vâng, xin ý kiến, xin lên toàn bộ cái nội dung hôm ngày hôm nay. Em xin cảm ơn thầy Châu, cảm ơn các thầy, các cô, các anh chị. Vâng, xin cảm ơn bác sĩ Phạm Thụy Thạch đã có cái bài trình bày rất là kỹ, đặc biệt mới được thực hành tại các trung tâm hồi sức tích cực ở thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp theo thì xin mời Phó CDC Rebecca Kate của National US Health trình bày bài chẩn đoán điều trị hội chứng COVID kéo dài. Các thầy cô cũng biết thì hiện nay trên thế giới chúng ta cũng có khoảng 223 triệu người mắc với 4,6 triệu người chết và 363 phẩy 5 triệu người đã phục đã là 199 triệu đã phục hồi rồi. Trong số đó cũng nhiều bệnh nhân có những vấn đề liên quan về sức khỏe kéo dài, thì xin mời bác sĩ giáo sư Rebecca Kate trình bày. Hello, my name is Dr. Rebecca Keith, and I am an associate professor at National Jewish Health. It is my great honor to present to you today our experience with long haul COVID. Most people with COVID-19 infection get better within weeks of developing their illness. However, some patients with long haul COVID develop a wide range of new, recurring, or ongoing symptoms that they experience for more than 4 weeks after their initial infection. And we consider those patients to have long haul COVID. Even patients with extremely mild or no initial symptoms related to their COVID have developed long haul symptoms that can last for more than 4 weeks. Long haul COVID is just one of the names that this syndrome goes by. This has also been called post-COVID syndrome, post-acute COVID syndrome, post-acute sequela of SARS-CoV infection, and long COVID. So if you're looking in the literature, you can find information about this syndrome under several different names. There is so much that we do not understand about long haul COVID. We don't understand the natural history of the disease or why people get this. We do not understand the underlying pathophysiology or the best treatments. Today, I'm going to update you on what we do understand so that we can begin to have a conversation about long haul COVID and the chronic sequela of an initial COVID infection. So common symptoms we see in long haul COVID include dyspnea and exertion and exercise intolerance. And this can be people who are elite athletes in the beginning before developing COVID,
weeks to months after their COVID infection can have ongoing shortness of breath and exercise intolerance, such that they're unable to even climb a flight of stairs or walk several blocks without shortness of breath. Many of our patients have ongoing fatigue or tiredness, even in the absence of sleep disordered breathing or other explanation. These symptoms of overwhelming fatigue and tiredness in some patients tend to get worse after heavy mental or physical exertion. So on some days, if a patient is feeling well and decides to do heavy exercise, like go for a run or something like that, they may have rebound fatigue for several days after that exercise or exertion. Many patients have ongoing cough or headaches. Some have ongoing chest or stomach pain. Some patients experience what we call brain fog or difficulty thinking or concentrating. This is particularly troublesome for many of our patients. I've personally had patients who are executives or high functioning individuals who now can't perform their job duties because they have word finding difficulties or difficulties with short-term or long-term memory. Many patients also have inappropriate tachycardia or palpitations with exercise. We can see this in our clinics, and patients often explain that they will be walking or doing minimal levels of activity, and all of a sudden they will feel their heart racing. We can see this when we do ambulatory oxygen assessments, where we have patients walk for 6 minutes. Often their heart rate will start at a normal range, but then jump up to 120 to 140 beats per minute with just simple walking. Many patients have ongoing joint and muscle aches. Rarely do they have frank synovitis or inflammatory arthritis, but they'll have ongoing arthralgias and myalgias. Some patients have neuropathy, diarrhea, or sleep disturbances. In fact, we have seen worsening of underlying sleep apnea in the context of COVID. Some few additional symptoms include persistent fever or the development of rash. Some patients experience ongoing anxiety or mood disturbances after having their COVID infection. Many patients experiencing ongoing anxiety about their health or even some PTSD from being critically ill. Some of our patients, especially who lost a sense of taste or smell with their COVID, can have persistent loss of taste and smell. We've seen changes in menstrual cycles and hair loss. So Dr. Solomon focused on the pulmonary manifestations after COVID, and today I'm going to focus on the extrapulmonary manifestations of long haul COVID, specifically the neurologic complications and the dysautonomia. And again, most of our patients were in excellent health prior to developing SARS-CoV and have long haul symptoms, even though they were in excellent health prior to developing COVID. Fortunately, these symptoms tend to improve over time, but we have seen patients with ongoing symptoms related to their COVID infection now 18 months after they initially developed infection. I personally have patients that I began treating after they developed COVID in March of 2020 that are still having difficulty with ongoing fatigue, exercise intolerance, or inappropriate tachycardia. So many different organ systems can be involved in long haul COVID. And this is depicted here from this figure from the BMJ, British Medical Journal, that outlines the different areas that can be impacted. Certainly in the heart, we've seen myocardial inflammation and ongoing tachycardia and palpitations. In the brain, we see cognitive dysfunction or brain fog, fatigue, sleep disturbances, and PTSD. We can see issues with ongoing diarrhea and gastroparesis. And in the lungs, we can see certainly ongoing shortness of breath and exercise intolerance. And so I think this photo kind of depicts all the different organs that can be involved and how this is really thought to be mediated by the ACE2 pathway that is present ubiquitously within our body. So let's start by talking about the acute neurologic complications of COVID. 36% of patients who have COVID infection tend to have some type of neurologic symptoms, and 25% can be due to direct CNS involvement with COVID. These have manifest as headaches,
myalgias, loss of sense of taste or smell. Some patients have stroke or CNS vasculitis or encephalitis, Guillain-Barré syndrome, or encephalopathy and delirium. Here, this looks at the neurologic complications of long haul COVID. And again, this is thought to be mediated by the ACE2 receptor pathway. And certainly patients we have seen have easy fatigue. They have CNS involvement of their COVID with brain fog, dizziness, inability to concentrate, chronic cough. We can also see gastrointestinal symptoms, and altogether, this seems to be impacting our autonomic nervous system. Certainly, some people think that there's direct injury to the neurons from COVID, but other possibilities include indirect injury through inflammation or other means, or vasculopathy. And certainly, we are hoping that this is reversible, but again, I have seen patients that have had their COVID over 18 months ago and are still having symptoms such as brain fog and some autonomic insufficiency. Here again is a cohort of patients with long haul COVID, and this is 7 months of symptoms and what are the most commonly reported ongoing symptoms. Certainly fatigue, malaise, and brain fog top the list. But you can see other issues, including memory impairment, muscle aches, palpitations, and shortness of breath. But I think this is a good synopsis of the things we are seeing and the prevalence in which we're seeing them in our long haul COVID patients. Let's talk about a little bit more about how COVID impacts the brain. So many of my patients are disturbed by cognitive changes or brain fog after developing COVID. And this can include deficits in attention, concentration, short-term memory, word finding, or cognitive processing. Again, these are patients that may have had high functioning jobs in the past and now are unable to complete those jobs because of cognitive processing disorders or word finding difficulty. And this is likely multifactorial due to direct central nervous involvement, but also things like depression, anxiety, and fatigue can impact our cognitive processing. So at our institution, we have recommended a diagnostic evaluation with formal neurologic testing, in some cases brain MRI, to evaluate for evidence of underlying structural brain disorder. Some places are getting sampling CSF, and certainly a speech impairment evaluation to further identify patients with word finding difficulties. So what can we do about it? And honestly, the data we have about how to impact brain fog is fairly limited. We have had some success with cognitive behavioral therapy or interpersonal therapy, using speech therapy and cognitive linguistics. Some behavioral health and counseling with social workers or psychologists have been helpful. And some patients may not be able to return to work due to their ongoing deficits. Let's talk now about the loss of taste and smell. 44% of patients will have some kind of impact to their taste or smell. Many of those patients recover, 25% recover within 2 weeks and 80% recover within 2 months. This is good news because we can tell our patients who have lost their taste and smell that we're hopeful that this is going to get better over time. But unfortunately, some patients have ongoing symptoms 6 to 7 months after developing COVID. So what can we do about that? In some cases, we've used oral steroids to help with that. You can use alpha lipoic acid or omega-3 fatty acids. In some cases, we have had patients work with our ear, nose, and throat physicians on smell rehab. We try to introduce smells and try to help them recover their sense of taste and smell. Let's now focus on dysautonomia. So this has been manifest as dizziness on standing or exertion, palpitations, or
a POTS-like symptoms. Many of our patients with dysautonomia experience exercise intolerance and tachycardia upon mild exercise or standing. They can also have GI dysfunction and gastroparesis, sweating abnormalities, bowel or bladder changes, temperature dysregulation, and labile blood pressure. These symptoms are very similar to those experienced by patients who have myalgic encephalomyelitis and chronic fatigue syndrome. And this is a syndrome that's known to have to occur after viral illness. So it's thought to be a post-viral syndrome and has a strong association with autonomic impairment. So this is likely multifactorial and due to tissue injury. Again, the angiotensin converting enzyme 2 or ACE2 receptors are heavily expressed on endothelial cells, including those involved in the autonomic nervous system. So perhaps SARS-CoV is directly impacting these cells, causing tissue injury and injury to the autonomic nervous system. We can also see some of these symptoms in our patients who have been chronically ill and may have become deconditioned due to prolonged bed rest. We can see that perhaps this may be immune mediated when many pro-inflammatory cytokines cause indirect injury to our autonomic nervous system. And we have seen in some cases high titers of autoantibodies to G protein coupled receptors in those patients that have POTS. And even possibly some have postulated that mast cell activation syndrome resulting in cytokine storm and hyper inflammation may be related. But certainly that remains to be seen and further research is indicated. So what is POTS? POTS is postural tachycardia syndrome. And we define that as patients who have a sustained heart rate increase of greater than or equal to 30 beats per minute within 10 minutes of standing or a head up tilt table test. And our patients that I see in my clinic typically report that they have dizziness or lightheadedness upon standing or exertion. They develop palpitations, exercise intolerance, and rarely do I see GI dysfunction, sweating abnormalities, or bowel or bladder changes. So what can we do? And largely this is supportive therapy. We encourage our patients to drink lots of fluids to help maintain a higher intravascular volume. And generally, this is quite a lot of fluids, around 2 liters per day of water. We can use compression garments, such as compression stockings or abdominal binders to help with venous return to the heart. We can ask our patients to increase their salt intake. And we have seen that slow return to exercise is also helpful. Mostly, I recommend my patients return to walking daily. We can also have them do a recumbent bicycle or isometric exercise. Certainly, we want to make sure that we're keeping our exercise level low with only 50 to 70% of their maximum predicted heart rate. Because as we've talked about before, if patients overexercise, they're often have symptoms like rebound fatigue, where they can have overwhelming fatigue for 2 to 3 days after heavy exertion. So we want to use the idea that low and slow exercise over a longer period of time helps rebuild our exercise tolerance. Some patients require medications to help support blood pressure, and we use fludrocortisone or midodrine to help with that. And finally, some patients with inappropriate tachycardia or inappropriate sinus tachycardia have benefited from low-dose metoprolol. So what about neuromuscular symptoms? Certainly patients have myalgias, and we can look for frank myositis with elevated CKs. We can check their thyroid. In some instances, we consider EMG. Many patients may benefit from gabapentin or pregabalin to help with some of those myalgias and neuropathy related to post-COVID. And it's important that we look for underlying causes of neuropathy, such as B12 deficiency, diabetes, and other etiologies, so that we can correct any underlying disorder. So in conclusion, this is just a brief overview of what we've seen in our clinics related to long haul COVID. Many patients are developing chronic symptoms after COVID infection, and we call these patients to be impacted by long haul COVID. And again, that's
patients that have ongoing symptoms 4 weeks or more after their initial infection. This is a big global health problem. As the number of people infected with COVID-19 increases, we can expect the number of patients with long-term health consequences related to COVID to increase. And more research is required to better understand the pathophysiology of this disease and what we can offer to our patients with long-haul COVID. Again, thank you so much for your time. It's been an honor to discuss this with you today, and I'm looking forward to taking any of